mọi người, hôm nay Vivi sẽ ăn nguyên một mâm mực và bạch tuộc chấm mắm Thái nha. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Mực rất là ngọt, rất là giòn, mắm Thái thì đậm đà, ăn ngon lắm mọi người ơi. Vì sẽ ăn tới chanh chấm mắm Thái nha. Bạch tuộc Nhật chấm mắm Thái nè. Bạch tuộc này chấm mắm Thái rất là ngon luôn mọi người ơi. Thử nha.